Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một căn nhà mặt tiền trục đường số nằm trong khu Tên Lửa, rất gần với siêu thị Aeon đang có nhu cầu bán. Xin giới thiệu với cô chú anh chị. Căn nhà này với diện tích ngang 5, dài 20, diện tích công nhận là 100m² thổ cư, kết cấu trệt 3 lầu, mỗi tầng đều có 2 phòng ngủ và nhà vệ sinh nằm trong phòng. Hiện trạng thì nhà đang ở và còn rất mới, hướng chính nhà là hướng Nam. Và đặc biệt nhà có thang máy rộng nên cô chú anh chị nào có người lớn tuổi cần thang máy để dễ dàng di chuyển thì có thể tham khảo qua căn này. Và giá chủ đang chào bán là 14,5 tỷ còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản. Cô chú anh chị quan tâm đang tìm kiếm một căn nhà mới nằm trong khu vực Tên Lửa, quận Bình Tân thì có thể tham khảo qua căn này. Cần thêm thông tin như là giấy tờ cũng như là hình ảnh bên trong căn nhà thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại 0787572158, số điện thoại có Zalo và Viber để em tiện gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm đến cô chú anh chị về căn nhà này. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bất động sản clip. Xin chào.